Để đăng ký tài khoản Canva, các thầy cô sẽ truy cập vào canva.com, sau đó thì bấm vào nút đăng ký. Ở đây là thầy cô có thể đăng ký bằng tài khoản Google hoặc đăng ký bằng mail. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các thầy cô đăng ký bằng mail. Các thầy cô bấm tiếp tục bằng mail. Thầy cô nhập mail của mình vào đây. Đấy, sau đó thầy cô bấm tiếp tục. Cô nhập tên vào đây. Bây giờ nó hỏi mã đúng không ạ? Thầy cô sẽ mở mail của mình lên và nhập cái mã Canva gửi về. Đấy. 346892. Và lúc này thì là các thầy cô đã xong tài khoản. Ở đây Canva hỏi là bạn dùng Canva với mục đích gì, thì các thầy cô sẽ chọn vào mục đích nào đó, cũng chọn cá nhân. Đấy. Sau đó nó bảo là yêu cầu dùng thử Canva Pro miễn phí không, thì các thầy cô không bấm vào bên dưới mà bấm vào đây, để sau. Ở đây các thầy cô ấn vào nút khác. Rồi, và vậy là các thầy cô đã tạo xong tài khoản Canva.